Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sela. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 9 tháng 3, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Biểu dương nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Ban Thường vụ tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Mộc Châu và Vân Hồ về việc thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn các huyện. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 với chủ đề tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Bây giờ là nội dung chi tiết chiều qua tại nhà Quốc hội. Trong buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo quản lý cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi thân tình cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các nữ đại biểu nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chia sẻ về vai trò của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh đông dẹp bắc, làm gương để đời. Đối với công tác phát triển cán bộ nữ, trong bảng di chúc, người đã biểu dương tinh thần chiến đấu, hy sinh của phụ nữ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng, và căn dặn toàn đảng toàn dân ta phải quan tâm chăm sóc phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội đã có nhiều chủ trương chính sách sự quan tâm để phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đất nước. Trước những yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn phát triển mới và yêu cầu đổi mới của Quốc hội khóa 15, để đáp ứng được yêu cầu đặt ra chủ tịch quốc hội mong các nữ đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy trí tuệ trách nhiệm nhiệt huyết tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của nhân dân trong việc nghiên cứu tham vấn đề xuất những ý kiến thiết thực xác đáng trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ việt nam tham gia hiệu quả vào quá trình hoạch định chính sách trong lĩnh vực bảo đảm quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu, tín nhiệm của cử tri và nhân dân cả nước. Ngày 8 tháng 3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đoàn đại biểu cán bộ nữ ngành ngân hàng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tham dự buổi tiếp còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ việt nam ngày càng được đề cao tôn vinh phó chủ tịch nước ghi nhận kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong bối cảnh khó khăn thách thức toàn ngành đã có nhiều nỗ lực quyết tâm không lùi bước và đoàn kết vượt qua trong đó phụ nữ ngành ngân hàng góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong giai đoạn thực hiện mục tiêu kép góp phần thực hiện tốt ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát kiểm soát nợ xấu Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo cán bộ nữ ngành ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, có những định hướng chuyển đổi và năng lực thích ứng nhanh chóng, giữ vững hình ảnh cán bộ ngành ngân hàng chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc của Ban thường vụ tỉnh ủy với Ban thường vụ huyện ủy Mộc Châu Vân Hồ về công tác thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. Dự cuộc làm việc có đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Ngày 25 tháng 1 năm 2019, tại quyết định số 128, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 với quy mô diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của hai huyện mộc châu vân hồ mục tiêu xây dựng và phát triển khu du lịch quốc gia mộc châu trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của vùng trung du và miền núi bắc bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo an ninh quốc phòng trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025, đồng thời đáp ứng nhu cầu về nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã có 48 dự án được cấp chủ trương đầu tư huyện Mộc Châu có 25 dự án đang triển khai, 25 dự án đã hoàn thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn như dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, giao thông chưa đồng bộ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, đánh giá tồn tại hạn chế, nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn đã được các đại biểu bàn thảo, để từ đó đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn hai huyện. Thưa quý vị và các bạn, chuỗi hội thảo tham vấn phát triển du lịch tỉnh Sơn La do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà ngày 15 tháng 3 tới đây thì Việt Nam sẽ chính thức mở cửa lại hoàn toàn cho khách du lịch như trước khi chưa có đại dịch COVID-19. Trong thời gian 1,5 ngày hội thảo, các chuyên gia và nhiều doanh nghiệp đã cùng nhìn nhận, đánh giá, đưa ra những triển vọng, trông đợi và hoạt động du lịch sắp được mở rộng hơn sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực sự đây là một cái sự mong chờ của những người làm du lịch bởi vì khi đến tham gia cái hội thảo này thì cái được đầu tiên của chúng tôi, những người làm doanh nghiệp du lịch tại địa phương là chúng tôi nắm được cái chính sách hỗ trợ của nhà nước và những cái định hướng phát triển của nhà nước về du lịch cho đến những cái tầm nhìn từ rất xa đã được hiện thực hóa, được đi vào thực tế và bằng những cái chương trình hội thảo như thế này, chúng tôi mong muốn thứ nhất là được các chuyên gia à, hỗ trợ, giúp đỡ cầm tay chỉ việc cho những người bản địa làm du lịch. Diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3 tại hội thảo tham vấn phát triển du lịch tỉnh Sơn La, các đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành chuyên môn của tỉnh và huyện. Đại diện của gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch trên địa bàn tỉnh đã được nghiên cứu và tham gia ý kiến vào nội dung liên quan đến chính sách phát triển du lịch, quỹ phát triển du lịch cộng đồng, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030 làm cơ sở để đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Qua cái hội thảo này thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều ý kiến những cái bước sức những cái khó khăn mà có những cái khó khăn thì có khi chúng ta nghĩ là nó không phải là khó khăn nhưng thực ra đối với những người ở dưới tự thiện thì lại đấy là cái khó khăn và chúng ta cần tháo gỡ. vì vậy cái hội thảo này nó có cái tác dụng rất là tốt để chúng tôi chỉnh sửa lại những cái chính sách để đã đề xuất có những cái hội thảo như thế này thì nó rõ giúp chúng ta đưa ra được những cái chính sách đưa ra những định hướng phát triển một cách thực tế nhất và nó sẽ góp phần phát triển du lịch Sơn La các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Sơn La, những xu hướng và yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch của tỉnh trong tương lai, dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu, định hướng phát triển không gian, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, nguồn nhân lực, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể về vốn đầu tư phát triển du lịch, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, xã hội hóa du lịch và phát triển du lịch cộng đồng, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Hội thảo này thì cũng nhằm mà hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến khích, đưa ra cơ chế chính sách để hỗ trợ khuyến khích phát triển du lịch, đặc biệt là những cơ chế chính sách mà đặc thù là kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, cộng đồng để phát triển du lịch. Và như vậy thì cái sự tham gia rất là tích cực của người dân, của các doanh nghiệp vào câu chuyện phát triển du lịch, đặc biệt là trong thời gian tới mở cửa thì như vậy thì nó có cái tác dụng hỗ trợ rất tốt và quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đấy cũng là giải quyết những cái sự cần thiết trước mắt và sau này để cho và đầu tư nguồn lực cho phát triển du lịch. Với mục đích lấy tham vấn để điều chỉnh bổ sung hệ thống quan điểm mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Sơn La một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và tài nguyên môi trường. Các ý kiến tham vấn sẽ được tổng hợp để hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn cho các quy hoạch cụ thể cũng như dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong tháng 2 năm 2022, hoạt động khởi sự kinh doanh đã diễn ra khá chậm lắng so với tháng trước đó do tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những giải pháp chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 33,6%. Hai tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 20,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 277,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149,7 nghìn lao động, tăng 11,9% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó còn có 22,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Với chủ đề này thì tỉnh Sơn La cũng đã phát động hưởng ứng thời gian thực hiện xuyên suốt trong năm và thời gian cao điểm là ngày 15 tháng 3. Để thực hiện được mục tiêu hướng người dân tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương xây dựng các công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng, chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tổ chức các chương trình hoạt động tri ân người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm an toàn tiết kiệm, giảm giá khuyến mại và các hoạt động tri ân khác. Thực hiện các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng. Các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh chủ động tuyên truyền, tư vấn, định hướng, hỗ trợ người tiêu dùng tự biết bảo vệ quyền lợi của mình trong việc lựa chọn, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, bảo vệ môi trường trong tiêu dùng. Sau nhiều năm trồng thử nghiệm tại huyện Mai Sơn thì cây mắc ca cho thấy đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở nhiều địa phương của huyện và đã cho những tín hiệu khả quan. Phát triển trồng cây mắc ca tạo việc làm và thu nhập cho nhiều nông dân trên địa bàn huyện Mai Sơn. Bản Hà Ban là bản tái định cư của xã Hát Lót. Từ năm 2013, trong bản được hỗ trợ cây mắc ca để người dân trồng thử nghiệm với diện tích 10 hecta. Sau 5 năm, cây mắc ca đã bắt đầu cho thu hoạch và đem lại thu nhập đáng kể cho những người trồng năm 2019, bảy nông dân trong bản đã liên kết thành lập hợp tác xã Mắc Ca Nà Ban cùng nhau trồng, chăm sóc và chia sẻ kinh nghiệm liên kết bao tiêu sản phẩm quả Mắc Ca. Đến nay, hợp tác xã đã có 31 thành viên và đã mở rộng trồng được gần 27 hecta cây Mắc Ca, trong đó có 7 hecta cho thu hoạch. Năm 2021, hợp tác xã thu được hơn 6 tấn quả Mắc Ca, thu trên 420 triệu đồng. Cũng mong muốn rằng là lãnh đạo tỉnh, sở nông nghiệp sẽ quan tâm đến hợp tác xã chúng tôi để cho chúng tôi phát triển rộng thêm diện tích cây mắc ca theo quy hoạch của của phòng nông nghiệp huyện và của sở nông nghiệp tỉnh Đấy, để cho nó đủ diện tích để cấp được cấp cái chỉ dẫn mã vùng trồng. Thấy lợi ích từ trồng cây mắc ca, gia đình ông Lò Văn Hiếng đã dành 2 ha đất để trồng cây mắc ca và đăng ký tham gia thành viên hợp tác xã mắc ca Nà Ban. Hiện cây mắc ca của gia đình ông đang sinh trưởng phát triển tốt. Tham gia hợp tác xã. Ông Hiếng đã thế chấp sổ đỏ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mai Sơn để vay 300 triệu đồng cho các thành viên trong hợp tác xã mở rộng diện tích trồng mắc ca. Gia đình tôi thì cũng có cái sổ đỏ đang chưa còn nguyên ở đấy. Thế là anh em cũng bàn theo bảo chỉ có sổ của tôi mới thế chấp được. Thế thì tôi để cho anh em vay vốn là Ngân hàng Nông nghiệp là hơn 300 triệu để trang trải cho anh em mua giống. Hiện nay nông dân huyện Mai Sơn đã trồng được 116 ha cây mắc ca, trong đó có 35 ha cho thu hoạch, được tập trung trồng ở xã Hát Lót, Triềng Rong, Triềng Ve, Nà ớt, Phiên Cẩm. Để phát triển một cách bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn khảo sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân đăng ký triển khai thực hiện với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, vừa đảm bảo mục tiêu phủ xanh diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn. Huyện Mai Sơn đã xác định cây mắc ca là một trong những cây trồng chủ lực để đưa vào trong cái thời gian tới vừa đáp ứng được cái mục tiêu là phủ xanh đất trống, đất lâm nghiệp và cái thứ hai nữa là đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để cây mắc ca trở thành cây xoa đói giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân trên địa bàn, huyện Mai Sơn đang xây dựng vùng trồng cây mắc ca theo phương án liên kết chuỗi giá trị giữa các đơn vị trồng kinh doanh mắc ca với các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Trước tình hình thiệt hại Do trận mưa đá gây ra, huyện Bắc Yên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng tới các gia đình là các hộ nghèo bị thiệt hại do mưa đá gió lốc gây ra tại ba xã Hua Nhàn, Mường Khoa và Tạ Khoa. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn huyện Bắc Yên đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc làm ảnh hưởng 388 ngôi nhà của người dân và gây thiệt hại nhiều diện tích mận, dâu tây, chuối tại ba xã Hua Nhàn, Mường Khoa, Tạ Khoa ước tổng thiệt hại gần 860 triệu đồng. Qua xảy ra mưa đá, trong đó có thiệt hại tại khu suối hệ bản Tân Cuông với tổng số hộ thiệt hại là 33 hộ, trong đó có một nhà văn hóa của điểm khu suối hệ, còn thiệt hại nặng là 12 hộ. Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các ngành đoàn thể, các bộ công chức phối hợp với bản lên kiểm tra, giúp đỡ dân cho đến ngày hôm nay thì đã khắc phục được 5 hộ mua tấm bờ đô để lập lại. 24 hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do mưa đá gây ra đã được hỗ trợ kịp thời để khắc phục hậu quả thiên tai đợt này. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyền đã tham mưu với cất ủy ủy ban dân huyền để trích một số tiền về ủng hộ kịp thời để các nhà dân khắc phục những khó khăn bắt đầu. Trận mưa đá xảy ra hôm kia đã làm nhà tôi bị hư hỏng hết, tàn mái lợp, gia đình tôi rất khó khăn. Được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của các cấp các ngành, tôi rất cảm ơn. Qua đây sẽ giúp các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa đá gây ra sớm khắc phục ổn định cuộc sống. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, cấp ủy chính quyền huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo quán triệt triển khai và duy trì công tác trực tại Trung tâm Chỉ huy chống dịch COVID-19 để tiếp nhận tình hình dịch bệnh từ các xã thị trấn. Kịp thời triển khai hoạt động, khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 và trạm y tế lưu động, quyết liệt trong công tác truy vết nguồn lây và thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, điều trị các ca F0 trên địa bàn, truy vết các trường hợp là F1, F2, chỉ đạo tiến hành lấy mẫu test nhanh tầm soát các trường hợp F1 và trường hợp có nguy cơ cao, đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng thuộc nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ và đối tượng học sinh từ 12 đến 18 tuổi đảm bảo đúng tiến độ an toàn, đồng thời thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Lũy kế đến hết tháng 2 năm 2022, toàn huyện đã thực hiện tiêm trên 99.300 mũi 1, gần 95.000 mũi 2 và trên 13.000 mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, với tỷ lệ độ bao phủ vaccine đạt gần 99%. Thực hiện tiêm trên 20.000 mũi 1 và gần 19.000 mũi 2 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, với tỷ lệ bao phủ đạt 99,4%. Thực tế, F0 điều trị tại nhà không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế đề xuất, những người mắc COVID-19 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội cần có các giấy tờ sau đây. 1. Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. 2. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. 3. Giấy xét nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp. 4 giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ quan, doanh nghiệp. 5 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. 6 quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung. 7. Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện giã chiến. Chương trình thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi không mưa, đêm và sáng có sương mù vài nơi, trời rét, ngày nắng, độ ẩm 40 đến 98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 16 đến 29 độ. Thành phố Sơn La 14 đến 27 độ. Mường La 17 đến 30 độ. Mai Sơn 14 đến 26 độ. Yên Châu 16 đến 30 độ. Sông Mã 17 đến 30 độ. Bắc Yên 15 đến 25 độ. Phú Yên 15 đến 29 độ. Mộc Châu 13 đến 24 độ. Sóc Cục 17 đến 30 độ. Vân Hồ 13 đến 24 độ. Thuận Châu 16 đến 29 độ.